quá ấn tượng. Hãy cùng xem tất cả các loại động vật như rắn, vịt, rùa, chó, gián đã cùng cảm ứng được năng lượng đạo hạnh của thầy Minh Tuệ qua chỉ một màn hình điện thoại như thế nào. Và đây, cùng theo dõi xem chú vịt con này sẽ thể hiện cái cảm xúc, tâm trạng của mình như thế nào. Hai chú chim dù còn non nớt nhưng cũng cảm được đâu là năng lượng thuần khiết. Phỉ báng quá, xúc phạm quá. Mà cái sự phỉ báng, sự xúc phạm như vậy là... Và đây, theo chị chủ nhà chia sẻ là chị đang theo dõi thầy Minh Tuệ trên video, thì một chú rắn trên trần nhà rơi xuống và nó cứ chăm chú nhìn màn hình thôi. Và chị để màn hình lại đó cho chú rắn này theo dõi. Không phải rắn nuôi nha. Đến chim trời mà còn thích xem thầy Minh Tuệ thì chúng ta phải biết đạo hạnh của thầy thế nào rồi nhé. Một chú chim đang chăm chú theo dõi trên màn hình điện thoại. Và đây là một chú gián đang chăm chú theo dõi thầy Minh Tuệ qua điện thoại. Gián là một loài sẽ bò và di chuyển lăng xăng khắp nơi, khó để ở yên một chỗ. Nhưng mà với cái chú gián này thì chú đang theo dõi rất là chăm chú. Cùng xem phản ứng của những chú rùa. Đây là chú chó cưng trong gia đình. Và khi chị chủ mà bật hình ảnh video có thầy Minh Tuệ, chú sẽ nhìn rất là chăm chú. Còn khi chuyển kênh qua một vị thầy khác, chú sẽ ngoảnh mặt đi. Chú thích ông này không? Lên tivi đi con. Không chỉ có các loài động vật mà ngay các em bé tinh khôi trong veo thuần khiết với cái năng lượng thanh sạch cũng cảm nhận được. Đó đủ để chúng ta cảm nhận được năng lượng của người chân tu, của những người hành pháp, thay vì chỉ nói pháp, sẽ có được sự ảnh hưởng và cái sự cảm hóa như thế nào. Năng lượng ấy đã được hòa với thiên nhiên vũ trụ đất trời rộng lớn để tất cả các loài vật, dù là nhỏ bé, dù là bé non nớt, yếu đuối cũng cảm ứng được, và dù chỉ qua một chiếc điện thoại bé xinh. Và xin chúc cho quý vị hữu duyên theo dõi được video này sẽ cũng có được những năng lượng lành, những cái lựa chọn sống tích cực, bình an và đón nhận mọi thứ trong cuộc sống thật nhẹ nhàng, thong dong với trí tuệ, từ bi và sự tỉnh thức.